Hello, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em nha. Video chia sẻ hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cái cách làm thế nào để sử dụng mạng cụ thể hơn là khi mà mình lắp SIM ở trên những cái thiết bị giống như là điện thoại hoặc là Android Box á. Mình thấy cái biểu tượng 4G đây, nó có biểu tượng 4G nó xuất hiện, nhưng mà mình truy cập mạng thì lại không được. Ví dụ giống như cái box của em đây, em gắn cái SIM vào rồi, hiện lên 4G rồi nhưng mà nó báo không có mạng nè. Đó, thì rất là nhiều anh em gặp phải cái tình trạng này ha. Thì video hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách làm thế nào mà để sử dụng được mạng khi mà mình gắn SIM vào ở trên đầu Android Box hay kể cả điện thoại cũng vậy ha. Đặc biệt là một số cái nhà mạng mới WinTel, Sky hoặc là ITEL. Đó, những cái nhà mạng mới này thì cái điểm truy cập nó không có tự động nhận nên mình phải thiết lập thủ công ha. Ở đây em đang gắn cái SIM WinTel lên trên cái con box này. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn nha. Thì rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thì mình hãy vào ở trong cái mục cài đặt của cái Android Box điện thoại hoặc là cái màn hình Android, hoặc là nếu mà anh chị có cái phím tắt để truy cập thì mình sẽ truy cập thẳng vào. Ở đây của em thì có phím tắt nên em truy cập thẳng vào ha. Đây, em đang sử dụng cái SIM WinTel. Mình sẽ truy cập vào cái mục mạng này. Đó, sau đó anh chị và các bạn sẽ tìm đến giúp em, nó có cái mục là tên điểm truy cập. Đó, anh chị và các bạn lưu ý ha, cái nào nó cũng phải có cái này hết, tên điểm truy cập nha. Mình bấm vào đây. Tiếp theo thì mình sẽ nhìn thật kỹ ở trên góc trái hay là góc phải, nó có dấu 3 chấm hoặc là dấu cộng. Nếu có dấu 3 chấm thì bấm vào, có dấu cộng thì cũng bấm vào. Ở đây em có dấu cộng thì em bấm vào. Rồi nó sẽ xuất hiện cái sửa điểm truy cập. Ở đây mình sẽ thêm vào cái điểm truy cập của từng nhà mạng ha. Thì điểm truy cập từng nhà mạng cụ thể thì em sẽ có để trên màn hình mobile, vina, viettel, wintel, itel, sky gì đó thì em sẽ cung cấp đầy đủ cho anh chị ha. Thì cái việc đầu tiên là mình sẽ đặt cái tên. Cái tên thì không quan trọng đâu, anh chị đặt cái gì cũng được. Em đặt tên 4G luôn nè. Đó. Rồi cái mục quan trọng là cái mục APN này. Đó, cái mục này thì tùy nhà mạng nó sẽ có cái điểm truy cập khác nhau. Ví dụ em đang sử dụng WinTel thì cái điểm truy cập của nó là M9_WinTel. Bắt buộc thì mình phải đánh đúng cái tên điểm truy cập của từng nhà mạng ha. Mình đánh sai hay là không đánh thì nó cũng không có dùng mạng được. Đó, của em là M9_WinTel đối với nhà mạng WinTel nha. Ví dụ như đối với nhà mạng Viettel thì là V_Internet. Khi mà mình đánh hai cái mục này rồi, những cái mục còn lại thì mình không cần ha, nó sẽ tự động hết. Sau đó mình sẽ lưu lại như vậy, bấm lưu. Ok, thì ở đây nó sẽ có một cái dấu chấm nhỏ nè. Thì nếu mà mình chưa tích chọn vào thì mình tích chọn ha. Còn ở đây em đã tích chọn rồi thì không cần tích chọn nữa. Bây giờ em sẽ đóng hết. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái việc tắt mạng cho nó mất cái mạng đi. Sau đó mình kết nối lại, hoặc là đơn giản hơn thì mình cứ bật chế độ máy bay để cho nó ngắt sóng rồi nó tiếp sóng lại thôi. Ok, 4G thì nó vẫn hiển thị ở đây nha. Nào, bây giờ em sẽ test cái YouTube thử xem được chưa. Ok, đó. Vậy là có mạng liền. Mở lên, nghe liền. Ok ha, nó có mạng rồi. Bây giờ mình có thể tha hồ mình sử dụng bình thường, không vấn đề gì hết nha. Đó là cách thiết lập điểm truy cập APN ở trên những cái thiết bị Android Box, màn hình Android, kể cả điện thoại, máy tính bảng luôn. Thì tương tự như nhau ha. Rồi, video hôm nay em hướng dẫn đến đây là kết thúc nha. Anh chị thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube giúp em. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.